Cảnh sát theo dõi và phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe. Tháng 8 năm 2021, giữa đêm cảnh sát nhận được cuộc gọi từ người dân của một con phố ở thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc về một nhóm thanh niên đua xe gây mất an toàn giao thông và an ninh khu vực. Cảnh sát Trung Quốc nhanh chóng đến hiện trường đưa nhóm đối tượng này đi thẩm vấn. Điều bất ngờ là họ phát hiện ra những thanh niên này lái xe đắt tiền như Porsche Cayman, BMW 7 Series, nhưng xuất thân từ nông thôn nghèo không có học thức, phần lớn đang thất nghiệp. Sau quá trình thẩm vấn kết thúc, cảnh sát vẫn thả họ theo đúng quy định, nhưng âm thầm theo dõi nhóm đối tượng mờ ám này. Nhiều ngày quan sát, lực lượng chức năng nhận thấy các thanh niên này hàng ngày đều ra vào một quán cà phê Internet có nhân viên gác cửa. Chỉ cần có người lạ đến gần bàn máy tính thì một số người sẽ tắt màn hình ngay lập tức. Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện ra mỗi thanh niên này đều đứng tên hàng chục công ty ma, đăng ký tập trung 10 công ty một lần. Tuy những công ty này không có hoạt động kinh doanh thực tế nhưng vẫn có giao dịch lớn mỗi ngày. Cảnh sát xác định nhóm đối tượng này đang tham gia vào các giao dịch bất hợp pháp nên tập trung giám sát để có thêm bằng chứng. Đáng chú ý, trong nhóm này có một thanh niên 27 tuổi, Châu Tiểu Băng, là người duy nhất thường xuyên ra ngoài. Vài ngày lại đến tỉnh Quảng Châu một lần gặp người đàn ông tên là Trương Sâm. Khi Châu Tiểu Băng trở lại, nhóm thanh niên này sẽ kéo về một biệt thự. Lúc đi tay không nhưng lúc về mỗi người lại xách một túi da màu đen. Cảnh sát dựa trên kinh nghiệm phán đoán, trong túi đen này có thể là tiền mặt. Lần theo những tụ điểm ăn chơi, tiêu xài tiền của nhóm thanh niên này cho thấy họ chỉ sử dụng tiền mặt, chi tiêu thoáng tay. Đặc biệt là Châu Tiểu Bằng mua nhà hay mua xe đều mang theo túi tiền mặt lớn. Chi tiết này khiến cho nhân viên bán hàng khó quên. Tài khoản của thanh niên này một ngày có thể kiếm được 5,1 triệu nhân dân tệ, 17 tỷ đồng, trong khi không có nghề nghiệp chuyên môn cụ thể nào. Tháng 9 năm 2021, sau khi thu được những bằng chứng nhất định, Cục Cảnh sát Nội Giang huy động 140 cảnh sát nhanh chóng ập vào quán cà phê Internet và bắt giữ 23 đối tượng. Đồng thời, cảnh sát lưu giữ toàn bộ hồ sơ chuyển tiền trên máy tính trước khi nhóm đối tượng kịp tiêu hủy bằng chứng phạm tội. Nhóm thanh niên này tham gia vào một đường dây rửa tiền cho các băng nhóm tội phạm nước ngoài. Đứng đầu là Trương Sâm, cấp dưới là Châu Tiểu Bằng. Đường dây hoạt động bằng cách chuyển tiền bất hợp pháp từ khắp nơi trên thế giới đến các tài khoản được chỉ định, sau đó thực hiện các giao dịch tiền ảo, tính phí hoa hồng cao. Phần lớn nhóm người này không có trình độ học vấn, muốn kiếm tiền nhanh nên sau khi được người quen giới thiệu đã thực hiện hành vi trái pháp luật này. Châu Tiểu Bằng xuất thân từ một gia đình nông thôn nghèo, bố mất sớm, sống cùng ông bà. Thành tích học tập không tốt nên khi trưởng thành, anh ta đi lên thành phố đi làm. Bất mãn với đồng lương ít ỏi, Châu Tiểu Bằng mỗi lúc rảnh rỗi đều đến quán cà phê Internet để xả stress. Thanh niên này tình cờ quen Trương Sâm qua trò chơi trực tuyến, được Trương Sâm chỉ cho cách làm ít lợi nhiều, đó là tham gia rửa tiền. Yêu cầu chỉ cần Châu Tiểu Bằng ngồi máy tính cả ngày là có thu nhập cao. Lúc đầu hai người này rửa tiền thông qua việc mua bán hàng hóa ảo hàng ngày nhưng không hiệu quả. Vậy nên họ đã thiết lập nền tảng chuyên nghiệp hơn, rủ cả những thanh niên đang thất nghiệp, lang thang ở quê hay là các quán cà phê Internet tham gia. Tất cả đều mở mắt trước lợi nhuận bất hợp pháp mà Châu Tiểu Bằng và Trương Sâm kiếm được nên nhanh gia nhập đường dây. Khám xét nhà Châu Tiểu Bằng, cảnh sát ngỡ ngàng khi chỉ trong một thời gian ngắn hoạt động phi pháp, thanh niên này đã mua được biệt thự xa xỉ, tủ đồ hàng hiệu, thêm 4 căn biệt thự đứng tên vợ và nhiều xe hạng sang. Các thành viên còn lại trong nhóm này cũng sở hữu không ít tài sản giá trị. Trương Sâm sau đó cũng nhanh chóng bị cảnh sát bắt với bằng chứng là sao kê ngân hàng và hồ sơ giao dịch. Những thanh niên này khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo thống kê, chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, nhóm thanh niên này đã giúp các thế lực tội phạm nước ngoài rửa tiền tổng cộng 40,5 tỷ nhân dân tệ. Thủ đoạn rửa tiền của tổ chức tội phạm GBN. Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng, cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều mắt xích trong tổ chức tội phạm GBN. Một tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian. Ngày 15 tháng 4 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử đối với 21 bị cáo, trong vụ 14 bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 7 bị cáo bị xem xét về tội rửa tiền. Trong số này, nhiều bị cáo là mắt xích trong đường dây tội phạm quốc tế GBN như là Mạc Bình Hưng, tổ phó tổ tài vụ và nhiều nhân viên tổ nhập khoản của bộ phận 777 Pay thuộc GBN. Theo hồ sơ vụ án,
Khoảng cuối tháng 8 năm 2022, chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1985 ở Hà Nội, vào mạng xã hội Facebook thì thấy một tài khoản đăng tin tuyển kế toán online. Công việc là nhập số liệu cho công ty kế toán Alpha nên đã liên hệ gửi thông tin để xin việc. Sau đó có một người phụ nữ liên hệ hướng dẫn chị L truy cập một website để đăng ký tài khoản. Đăng ký xong, chị L được cấp ID để làm nhiệm vụ. Công việc chính là nhập số liệu những đơn hàng bị thiếu hoặc bị nhập sai số tiền của đơn hàng mà công ty cần sửa. Mỗi ngày, cộng tác viên sẽ nhận từ 3 đến 10 đơn hàng theo các khung giờ cố định. Sau đó, một số đối tượng đã liên hệ với chị L qua ứng dụng Telegram hướng dẫn, giới thiệu yêu cầu chị L nạp tiền, thực hiện công việc nhận tiền hoa hồng. Theo yêu cầu của đối tượng, chị L đã 2 lần chuyển tiền thực hiện đơn hàng. Lần 1, chị L chuyển 160.000 đồng, nhận lại được 250.000 đồng. Lần 2, chị L chuyển 3 triệu đồng, nhận lại gần 4,5 triệu đồng. Chị L sau đó được thêm vào nhóm nhận nhiệm vụ cao hơn. Tại nhóm mới, chị L đã chuyển 30 triệu đồng tới một tài khoản theo yêu cầu nhưng không rút tiền ra được. Lúc này, đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau, yêu cầu chị L tiếp tục chuyển tiền mới rút được số tiền đã chuyển. Để lấy lại tiền, từ ngày 25 tháng 8 năm 2022 đến 30 tháng 8 năm 2022, chị L đã 24 lần chuyển tiền đến 15 tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Sau khi chuyển tiền, chị L không rút ra được nên biết đã bị lừa. Chị L đến Công an thành phố Hà Nội trình báo. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị L đã cấu kết thuê bộ phận 777 Pay rửa tiền. Bộ phận 777 Pay đã cung cấp các tài khoản ngân hàng để các đối tượng lừa đảo hướng dẫn chị L chuyển tiền nhằm chiếm đoạt. Từ 27 tháng 9 năm 2022 đến mùng 9 tháng 11 năm 2022, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Mạc Bình Hưng và nhiều đối tượng khác thuộc bộ phận 777 Pay. Theo cơ quan công an, các đối tượng này có hành vi đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị L để cho các đối tượng liên quan khác rửa tiền giúp nhóm lừa đảo. Quá trình điều tra, công an nhận thấy công ty GBN là một tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian. Doanh nghiệp này có trụ sở tại tòa nhà Star City, đường Russian Federation, BLVT 110, thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia. GBN gồm có 8 bộ phận. Bộ phận kỹ thuật phụ trách viết phần mềm, bảo mật hệ thống máy chủ, tránh hacker truy cập. Bộ phận hành chính có nhiệm vụ tuyển dụng, trả lương nhân viên và duy trì cơ sở vật chất để công ty hoạt động. Các bộ phận khác làm dịch vụ rửa tiền cho nhiều đối tượng ở các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Indonesia và Việt Nam. Để truy cập vào hệ thống 777 Pay cần đăng nhập vào đường link mà bộ phận kỹ thuật cung cấp. Mỗi nhân viên của bộ phận 777 Pay và khách hàng đều được cấp một tài khoản và mật khẩu đăng nhập. Khi đăng nhập, tài khoản phải được bộ phận kỹ thuật phê duyệt địa chỉ IP. Bộ phận 777 Pay có khoảng 79 người chia làm 5 tổ làm việc, gồm tổ tìm kiếm khách hàng, tổ làm thẻ, tổ nhập khoản, tổ xuất khoản và tổ tài vụ. Cơ quan tố tụng xác định hành vi của các đối tượng là nhân viên bộ phận 777 Pay, trong đó có Nguyễn Văn Bằng, đã cung cấp tài khoản ngân hàng để các đối tượng lừa đảo chuyển cho bị hại. Đối với nhóm xuất tiền gồm Mạc Bình Hưng, Vũ Xuân Huy, Trắng Hẻn Phấn đã rút tiền từ các tài khoản ngân hàng của bộ phận 777 Pay và chuyển đến các tài khoản ngân hàng do các đối tượng lừa đảo chỉ định. Do đó, cơ quan công an xác định Mạc Bình Hưng và nhiều bị cáo liên quan giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị L. Về những đối tượng nhận tiền từ tài khoản ngân hàng bộ phận 777 Pay và chuyển đến các tài khoản ngân hàng khác để mua tiền điện tử USDT, cơ quan tố tụng xác định các bị cáo nhận thức rõ nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, do đó mà bị đưa ra truy tố xét xử về tội rửa tiền. Đưa vụ án ra xét xử, song phiên tòa đã phải trì hoãn do một bị cáo không đến hầu tòa vì lý do sức khỏe. Phiên tòa được mở lại vào ngày 15 tháng 5 tới đây. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau.